Yo, hello, what's up chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em, phải tải cho mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video, mẹ đầu video anh em xin một like và một subscribe của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video công chiều tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chốt phần quà may mắn mỗi ngày cho anh em và cùng nhau vui chơi sự kiện các anh em. Hiện tại thì thông tin tương mới thì nhà phát hành cũng chưa ra, thì khả năng tuần này chúng ta chưa có tương mới đâu anh em. Cái này chắc không biết là chắc chắn chưa, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là như vậy các bạn. Thứ hai là có thêm phần quà mùng 2 tháng 9 đã phát rồi, chiều tôi cập nhật rồi giờ không chậm lại anh em. Hôm nay thì chúng ta chơi chốt event thôi, cũng không có gì làm nhiều. Hôm nay rảnh rồi chúng ta lại cầm tem bánh tỉa đi anh em, tiếp tục phá đảo luyện tập. Hôm nay rảnh rồi anh em đi phá đảo luyện tập lần nữa, lần này sẽ có vượt qua đêm anh em. Ok, này bữa này tìm bắn tỉa đây các bạn. Tôi đang băn khoăn không biết là chị đẹp Nami hay là Reru thì hợp lý hơn anh em. Mình tính thì tính lại tôi nghĩ là chắc hợp lý nhất các bạn. Đây là team bữa này tôi chơi các bạn này. Tem bắn tỉa chuyên nghiệp. Cầm Reru theo thì chủ yếu là để tránh trường hợp là bên đội bạn có rách hạn hán anh em. Nếu cầm Nami theo thì rách hạn hán phản đan rất là đau anh em, mà trong khi thì tem mình thì toàn là người gây sát thương khủng rồi các bạn. Ui. Gì vậy? Anh Zyro gây sát thương căng thế nhờ. Uầy, trong này anh em đã thời tới rồi anh em. Đó, trước tuần thứ này tôi đã từng nói bình luận rồi. Chẳng qua hiện tại cái meta hiện tại chưa có cửa cho cháu nó đi thôi anh em. Đó, chứ sắp tới là kiểu gì cũng sẽ có cửa cho meta cho cháu nó đi rồi anh em. Đó, bảo đâu sai đâu. Bây giờ thì đúng thời tới cản không kịp anh em. Khi các con tướng bắn đam này rất là máu, nó rất là giấy anh em. Các bạn hãy để sau để hỗ trợ cho các cháu nó bớt giấy đi tí các bạn. Đấy. Bao khỏe luôn. Ai tìm tôi sau mấy ngày thì tính toán anh em, hôm nay chơi bắt đầu chơi team này, anh em nào có thể cân nhắc thì tôi chơi theo. Nói chung thì bắn cũng fail các bạn. Giờ lại có thêm anh Zyro đứng sau anh book thủ cho nữa nên là cũng không lo nhiều. Gọi là uy tín luôn anh em. Mà úp full game như là thủ cho toàn đội luôn anh em kìa. Pin cộng kìa. Rồi, fail luôn. Rồi. Ulti thì cũng gọi là đau khỏi bàn các bạn. Ok, tôi sẽ quét qua mấy cái map tab này anh em để nhanh qua. Chúng ta sẽ đi lại đi ban đêm lần nữa anh em. Tuần này mà full ban đêm thì tôi sẽ lại hút luôn sự kiện tháng anh em. Thì hình là như vậy, lúc nào cũng vậy thôi. Chủ yếu là vượt ải ban đêm thôi trong thôi anh em. Cái ải ban đêm là một trong những cái khó khăn nhất luôn các bạn, nhưng mà không. Nộp luôn đi. Mười. Ok kìa kìa. Căng thế nhờ. Ok ra trận các bạn. Đấy, ra trận này như này mà nếu mà cầm Nami theo anh em, Rách nó sẽ phản đam mà với sức bắn của bên của nguyên đội bắn tiền đằng sau thì chắc là sẽ toan luôn hai cháu đứng đầu các bạn. Đấy, lý do vì sao tôi chuyển sang team như này luôn anh em. Ui xoài. Thứ nào chịu nổi anh em. Đàm rồn thì gọi liên tục. Áp đảo. Nó mở đánh tranh thì qua ban đêm anh em. Nào, qua đi. 15 cụ được chiến à. Càng nhỉ. Nhưng mà ải ban đêm của tôi ở đây không hiểu sao được chiến nó bung giá man luôn các bạn. Đi qua mà cảm giác bung giá man luôn đi ạ. Ok, và như đầu thông báo đầu video rồi, đó bữa nay thì anh em nào muốn hứng thú tham gia sự kiện may mắn ha, bên kênh từ đường phố thì vui lòng tham gia ở video sáng nhé. Cũng thông báo của anh em là tôi chốt hơi sớm nên các bạn vui lòng vào xem và tham gia sớm giúp tôi ạ. Để tránh trường hợp cứ comment này bạn là anh ơi sao em không được random ra. Các bạn nhiều bạn comment muộn đến tầm chiều tối anh em mới vào comment thì nói là sự kiện kết thúc rồi, tôi đã công chốt rồi. Anh em thường để ý là lịch công chiếu tôi đã đặt ngay từ đầu giờ chiều rồi anh em. Đó là đúng là tôi đã chốt event rồi đấy các bạn. Nên là anh em vui lòng tham gia sớm tí. Bởi vì phần quà này phần quà may mắn cho anh em nào đến kênh xem sớm đó. À, muốn xem sớm được thì anh em vui lòng đăng ký kênh và chuông thông báo lên và nhận tất cả video mới nhất từ kênh thì các bạn sẽ vào xem sớm được và tham gia sớm thôi. Quà thì cách thức tham gia thì vô cùng dễ dàng, anh em chỉ comment đó, like, share và đăng ký kênh, cho đó thì comment bất kỳ kèm tên Facebook của anh em là được. Đấy, phần quà thì vô cùng hấp dẫn đó. Ai trúng giải là có quà. Ui xôi. Bây giờ tập trung lại anh em. Bắn nào. Căng đét đền đệt. Ui xôi. Ui giỏi dài rồi. Ok ban đâu. Bây giờ không bắn ké à. Ui giỏi. Ui giỏi ôi.
Đứa nào chịu cho lỗi anh em. 17 tỏi. Trời, nực chiến bên đây cũng không phải vấn đề cho anh em, chỉ là tướng các bạn chơi tướng gì thôi. Vì bên đây là mấy con tướng công nực chiến nó hơi thấp hơn so ngày trước anh em. Bữa trước tướng HP này nực chiến nó mới khủng vậy. Nhưng yên tâm, sắp tới anh em có tính năng ngọc rồi anh em. Sắp tới mà có tính năng kháng ngọc đồ nữa là nực chiến nó lại sẽ lại tăng vèo vèo các bạn. Lại bắt đầu pull tướng lại có tướng lên tận mười mấy k nực chiến nữa anh em chứ không đâu. Đùa các bạn. Cũng đấy lại càng đét đèn đẹt lên. Lại tướng pull máu. Tướng pull công. Kiểu vậy các bạn. Rồi. BG bán rõ lượng luôn. Hai thứ 15. Chung chế độ ban ngày thì nói chung là nói anh em quét được qua được chỗ ban đêm thôi, nhưng mà đêm này có khó qua quá trời luôn. Đi mới có 2 3 map mà nó lên hai mấy triệu được chiến rồi anh em. Căng thật sự luôn chứ không. Ui trời. Chà. Ừ mày quá. Sợ nhất cháu nó phản đòn anh em, cháu một bật chế độ phản đòn nên là toang luôn. Ô kìa. Quà chưa thấy có gì đặc biệt anh em. Đây, khởi đầu với team 18 triệu lượt chiến anh em. Đó, bắt đầu chỉ qua chế độ ban đêm rồi các bạn nhá. Ok, chào anh em đã xem công chiếu nhé. Anh em tôi xin một like và một subscribe cảm ơn anh em rất nhiều. Cho đây vào để diễn ra cuối video nhé. Anh em nào vừa mới thì có thể còn lại xem sau. Cho đây vào thì bữa nay tôi để cuối video. Bắn nào. Rồi. Rồi còn hai cháu anh em lụm luôn, cũng là big bomb. Hồi sinh à. Tự bú hồi sinh mình luôn anh em. Căng ấy nhờ. Bạn căng chắc tôi mềm anh em. Hồi máu. Rồi tiếp tục anh em. Đấy. Chưa gì đã 24k, 24m được chiến rồi anh em. Ảo thật luôn ạ. Đó, vừa đánh cá giờ lên team 20 mét được chiến anh em. Quá khủng luôn. BG đâu hỗ trợ nào. Không hỗ trợ à. Dài rô, hay quá. Nghe cũng hợp lý rồi anh em. Rồi, BG dọn các bạn. Nhìn kiểu này BG dọn chắc luôn. Yo, còn thừa win à. Còn thừa win à. Lộn anh em hồi HP. Nói chung là cũng căng đấy. Đây anh em 24m9. Qua nổ ông trời. Căng quá. Ô kìa. Úi giời sai rô. Đây ghê. Đấy cái gì nó bay màu rồi anh em. Ô lấy giờ mới thấy ra số ulti ấy nhờ. Ô nói anh em lấy giờ mới đỉ mới thấy ra số ulti được một lượt nha. Quả này toàn chắc luôn anh em, bắn càng đau đội hình càng bay màu sớm. Vâng, mới đến màn thứ 3, thứ 4 anh em, thứ 4 thôi các bạn, đấy. Rồi. Đó mới là màn thứ 3 anh em. Quá khủng khiếp, giờ đi khó khăn thật sự luôn các bạn. Đấy, quà thì cũng gọi đi tạm tạm thôi. Đấy, dài dô thì cũng nâng lên rồi. Đấy là chắn các kiểu anh em. Ôi, thì chốt Evan các bạn. Ok, dẫn tay chốt Evan nào anh em. Đây, video đây anh em. Đây là video buổi sáng này. Rồi, sao chép. Ok, và tối nay thì sáng mai tôi sẽ thông báo lại anh em lần nữa. Nhưng mà tối nay tôi thông báo qua thì là chúng ta sẽ thay đổi. Không phải thay đổi để chơi mà chúng ta sẽ thay đổi cách chốt anh em nhá. Hình là bữa nay anh em hơi biếng like nên là tôi sẽ lại thay đổi cái chốt anh em. Nó bình thường là tôi vẫn sẽ chốt mỗi ngày một phần quà, đạt đủ 100 like thì sẽ là 3 phần quà nha anh em nhá. Ok. Cái sáng mai tôi sẽ nói rõ hơn với các bạn. Bây giờ thì chúng ta đi chốt Evan nào các bạn. Thế xem nào. Chúng ta có 22 comment hợp lệ. 20 các bạn.
Ý anh cũng rồi, comment đầy đủ là có qua rồi. Ok, đầu tiên là bạn Lê Đàn này. Ui, trẻ mái không già, ừ cảm ơn em rất nhiều. Rồi, chúng ta tìm ra được một người đầu tiên. Ok, tiếp theo lại là Trung Nguyễn, Nguyễn Trung anh em. Đó, bạn Trung Nguyễn này là 3 ngày hôm nay rồi anh em. 3 ngày đều nhận quà nhá. Hello anh, ok hello em. Trung Nguyễn chốt rồi, không chốt lại. Chỉ chốt một lần anh em nhá. Tiếp theo là Phong Gà, ok. Tiếp theo là Phong Gà anh em. Vậy là chúng ta tìm được 3 người trúng giải rồi. Ok, buổi công chiều tối nay thì kết thúc thôi. Hẹn gặp anh em vào clip theo. Giờ thì bye bye mọi người.